Ông mình nói chuyện đàng hoàng thôi mà không có lộ lộ gì trơn á. Ok anh trai, ok, ok Lô Quy. Đúng rồi, cậu Bỉ đi ẻ rồi. Dạ, cậu Bỉ ăn hải sáng rồi, giờ cậu đi rồi. Ông ăn hải sáng như quá, giờ ông mát, trời nó mát đít quá, ông đi ẻ rồi. Hello, tổ chức sự kiện âm thanh ánh sáng. Hello Tấn Tài. Đã nói rồi, mày nói chuyện đàng hoàng đi, đang live stream mà mày cũng mày đâu không dễ, nói chuyện đàng hoàng đi. Bạn bè đi. Tao lạy mày á. Mày kêu cậu Bảy chào mày thì mày xuống nhà cậu Bảy mày kêu cậu Bảy chào mày chứ mày đang nói chuyện với tao mày bắt tao đi chào cậu Bảy nữa. Rồi cảm ơn chấm chấm. Cảm ơn Trọng Nguyễn. Hôm nay là hôm nay thứ hai đúng không? Rồi xin chào Trọng KS004 nhé. Bật cậu Bảy hả? Không có bật cậu Bảy được. Cậu Bảy tướng ông bự lắm, không quýnh lại ông đâu. Ừ đúng rồi, kêu cậu Bảy ông lụm xanh đau á. Kêu cậu Bảy ông lụm, tao không dám lụm. Trai Cần Thơ 65 hả? Ok, chào trai Cần Thơ 65 nha. Bị gà hả? Bị gà đi ẻ rồi. Giờ anh hỏi thằng Tô là trứng con gà cái thằng đó trước bán câu đó hồi lâu thằng gà ta là mình đánh con nữa nhập bây giờ cái trứng với con gà cái trước, cái trứng thì là con gà cái trước, bây giờ là phải hỏi cậu Bảy, tại vì cậu Bảy ông chiêu về gà là phải hỏi ông cậu Bảy chứ đừng hỏi em. Hôm bữa anh hỏi đâu ông nhập viện đâu? Ừ, cho ông nhập viện đi. Thế ông chiên về gà thì hỏi ông chứ tự nhiên sao hỏi em sao không biết. Bây giờ cái con gà có trước hay là quả trứng có trước nè. Bây giờ nó sẽ có hai luồng suy nghĩ trái chiều, là một là con gà có trước, hai là quả trứng có trước, đúng không? Là hai cái tư tưởng gặp nhau, hai tư tưởng nói chuyện với nhau. Bây giờ sao biết giờ con gà có trước hay cái trứng có trước? Tao đập mày chứ mày với tao. Mình đang nói chuyện mà nói nhiều cái gì cũng là nói à, nó cũng là nói rồi bạn. À, bạn Thanh Tùng, hello Thanh Tùng, mày đồ đập ai á hả?